Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái bài 27 đúng không? Trong clip hôm nay thầy sẽ giảng em bài 28 và bài 29 các em nhé. Bài 28 nhé. Tìm hai số A và B sao cho ở đây. Và đường thẳng này nó đi qua cái điểm A với cái tọa độ là -74. Nghĩa là cái đường thẳng này đi qua ở điểm A, nghĩa là x hoàn độ -7 này chúng ta thế vào đây. Tung độ 4 này chúng ta thế vào đây. Sau đó chúng ta sẽ kết hợp, nghĩa là chúng ta sẽ được một cái phương trình theo cái hai ẩn AB, và chúng ta kết hợp với cái phương trình này thì chúng ta sẽ lập được một hệ phương trình ha. Như vậy thì theo sự hướng dẫn đó thì đầu tiên chúng ta sẽ thế cái tọa độ của A vào phương trình này để chúng ta được cái phương trình trước. Sau đó các em kết hợp với cái phương trình này để chúng ta được cái hệ phương trình đó nè. Nghĩa là cái trình tự làm là như thế em ạ. Chúng ta ghi này cái đường thẳng phải ghi, phải có sự lập luận trong đó, chứ không phải cứ đùng đùng vào game giả là điểm đang sẽ bị mất hết á. Đi qua điểm A của chúng ta có tọa độ là -74, nên cái tọa độ của A là nghiệm đúng với cái phương trình đường thẳng, nên ta có điều gì em? Như vậy chỗ nào có x chúng ta thế bởi -7 vào chỗ đây, y chúng ta là thêm 4 vào chỗ đây. Như vậy chúng ta có là -7a cộng 4b sẽ bằng -1, được chưa nào? Ta ghi này một câu là theo đề bài ta có hệ phương trình. Như vậy chúng ta có hệ phương trình là gì? 5a trừ 4b sẽ bằng -1, -7a cộng 4b cũng sẽ bằng -1. Đấy, -5 chứ, mắc với chả muối. Rồi, hay quá, cái này nó đã có hệ số giống nhau và nó đã là số đố, chúng ta chỉ việc cộng thôi ha. Rất là dễ, chúng ta không cần phải nhân hệ số chéo nữa các em ha. Như vậy ở đây chúng ta cộng, ở đây trừ tiêu 0, 5A mà trừ cho 7A thì ở đây sẽ là -2A, cộng lại đây là -6 các em ha. Như vậy thầy sẽ kết hợp với một phương trình 5A trừ 4B sẽ bằng -5 nha. Như vậy ở đây chúng ta tương đương thầy là gì? A chúng ta sẽ bằng 3, -6 chia -2 thì bằng 3 đâu đó. Ta thế vô, 5 nhân 3 trừ 4B sẽ bằng -5, ta tương đương ở đây luôn. Như vậy A chúng ta bằng 3, 5 nhân 3 là bằng 15, trừ 4B sẽ bằng -5. A ta bằng 3, 15 trừ 4B, như vậy -4B ở đây, -5 trừ 15 ha. A bằng 3, -4B sẽ bằng -20, tương đương ta A sẽ bằng 3 và B cũng ta -20 trừ chia cho 4 là bằng 5. Vậy hai cái ẩn A và B tìm được. Như vậy A B tương ứng ta là gì? 3 5. Ok, bài 28 nha. Các em đã hiểu cái dạng này chưa nào? Khi chúng ta mà nắm được cái kiến thức cơ bản và cái phương pháp rồi á thì nó rất là dễ các em ạ. Ok, được chưa? Rồi, ta đi sang bài 29 nhé. Đây bài 29 nha. Tìm giá trị của A và B để đường thẳng AX trừ BY bằng 4 đi qua hai điểm. Như vậy thì ở cái cây bài 28 á, thì đi qua điểm nào thì cái hoành độ và tung độ của nó sẽ là nghiệm của phương trình đó. Như vậy đi qua hai điểm thì chúng ta ví dụ điểm A ở đây thì chỗ nào có x, ở đây là x bằng 4 này, y bằng 3, chúng ta thế vào đây chỗ này. Như vậy chúng ta sẽ được phương trình thứ nhất.
nó đi qua điểm B chứng tỏ x ta bằng âm 6 và y ta bằng âm 7, ta thế vào đây ta được phương trình thứ hai. Khi đó chúng ta kết hợp hai phương trình này thì chúng ta sẽ được cái hệ phương trình. Các em có hiểu không nào? Đó, như vậy thì ở đây chúng ta có đây, ta lập luận ra cái đường thẳng AX trừ BY bằng 4 đi qua cái điểm A của chúng ta là 4, 3 ha, và cái điểm B của chúng ta là âm 6, âm 7, nên cái tọa độ của A và B là nghiệm đúng phương trình đường thẳng như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có này cái điểm A này, điểm A của chúng ta này 4, thế đây là 4A này trừ 3B sẽ bằng 4. Cái điểm B âm 6A, em lưu ý này, x của chúng ta ở đây á, là bằng âm 6, thế ở đây là âm 6A, nhưng y ta là âm 7 mà đây có dấu trừ này, các em đừng có để sai sót chỗ đấy nhé. Âm với âm đây, như vậy chỗ đây là dương này, được chưa? Như vậy ở đây cũng sẽ bằng 4. Ok, đó, các em ghi lại một câu là hai số A và B là nghiệm của cái hệ phương trình. Như vậy chúng ta có là 4A trừ 3B sẽ bằng 4, âm 6A cộng 7B là bằng 4. Như vậy ở đây chúng ta muốn triệt tiêu cái nào cũng được. Theo thầy, bây giờ thầy sẽ triệt tiêu B đây. Như vậy thầy nhân chéo hệ số, lấy 7 nhân ở đây, đây nhân 7 này. Như vậy chứng tỏ đây chúng ta sẽ nhân cho 3. 7, 4, 28, A, âm 21, B, 28, 3, 6 là âm 18, A, 7, 3, 21, B, 12. Như vậy đây chúng ta sẽ cộng nha. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta có là hai này cộng trực tiêu rồi. 28A mà cộng nhau âm 18 thì đây là bằng 10A. Đây là 40. Thầy sẽ ghi một phương trình lại, 4A trừ 3B bằng 4 ở đây. Tương đương tiếp, như vậy A đây là 40 chia 10 là bằng 4 này. Thế cho đây 4 nhân 4 trừ 3B bằng 4 ở đây. 16. Thầy là giải như này là quá chi tiết rồi em, một số giáo viên giải rất là tắt, chúng ta không hiểu đâu em. Ở đây không phải là thầy tôn sùng thầy, nhưng mà nó đúng là như vậy. Lấy 4 trừ 16 là bằng âm 12 ở đây. Như vậy A là bằng 4 và B chúng ta sẽ bằng là âm 12 chia cho âm 3 cũng là bằng 4. Được chưa nào? Vậy A chúng ta sẽ bằng 4 và B chúng ta sẽ bằng 4 luôn. Các em đã hiểu cái cách làm và cách trình bày quan trọng rồi thế. Khi chúng ta gặp cái dạng, à dạng này thầy đã bày rồi này, là chúng ta đã biết cái phương pháp rồi, cứ thế mà chúng ta làm, cứ nhớ đi qua điểm nào thì cái tọa độ của nó x y nó sẽ thỏa mãn ở cái đường thẳng đó, chúng ta thế vào nhá. Ok rồi. Ok, clip sau thầy sẽ quay cho các em ở bài 30 em nhé. Thầy sẽ tăng tốc để mà học kỳ 2 này thầy sẽ ôn tập cho các em rất là nhiều, tại vì chúng ta phải vào tuyển sinh lớp 10 các em. Nhưng mà thầy siêu tầm đề ở trên mạng để mà thầy giải các em một số đề tuyển sinh ở các cái tỉnh thành cho các em nhé. Năm ngoái thì đã làm rồi nhưng mà nó không đầy đủ lắm. Năm nay thầy cố gắng quay sớm. Ok, cảm ơn các em đã đăng ký. Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho các em ở cái bài 28-29 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài 30. Như vậy thì thầy đã bảo các em rồi,
Các em mà muốn nhận đầy đủ các cái khóa học online, cái đường link thì chúng ta bắt buộc phải đăng ký vào khóa học nhá. Còn ví dụ video nào thầy up trên kênh chính thì thầy sẽ up trên kênh chính, còn video nào thầy up ở trên kênh không công khai thì nếu như học kỳ 1 mà bạn nào đã đăng ký rồi thì chắc chắn ta sẽ biết cái kênh đó là gì rồi, nhưng mà chỉ có thầy gửi thì các em mới xem được, nhưng bản thân ở trên kênh đó chắc chắn sẽ không có gì đâu em nhá. Ok, ta có bài 30 các em. Giờ các hệ phương trình sâu theo hai cách các em ạ. Cách thứ nhất đưa hệ phương trình vào dạng này, cách thứ hai đặt ông phụ. Chẳng hạn 3x trừ 2 là bằng x, 3y cộng 2 là bằng t. Đây các em, thầy sẽ ghi lại câu A và thầy sẽ làm hai cách cho các em xem nhé. Có được không nào? Thầy chỉ làm câu A và up ở trên kênh chính, còn câu B thì thầy sẽ up ở trên kênh không công khai. Như vậy thì rồi, có được chưa? Ở đây thầy sẽ làm hai cách. Cách 1 này, cách 1 chúng ta sẽ đưa về cái phương trình cái dạng này bằng cách nào? Chúng ta sẽ nhân vào. Nghĩa ở đây ngoặc, em thấy là nhân vào bỏ ngoặc, nhân vào bỏ ngoặc, thì cách này thầy nghĩ rất là đơn giản. Như vậy ở đây ta có là gì? 2 nhân 3 là 6x trừ 4, đó là đây trừ 4 sẽ bằng 5 nhân 3 là bằng 15y cộng cho 10, 5 nhân 2 là 10, đúng không nào? Cái việc nhân này thầy nghĩ ai làm cũng được rồi ha. 4 nhân 3 là bằng 12x trừ cho 8, 7 x 3 là bằng 21y cộng cho 14 sẽ bằng âm 2. Được chưa? Ok, tương đương tiếp. Chúng ta nên chuyển vế đổi dấu. Các em nên dồn cái biến vế bên trái, còn số sẽ qua vế bên phải ha. Như vậy 6x cứ để đây tại vì nó ở bên trái rồi. Cái 15y này ngay đây là cộng, chuyển qua thành trừ 15y. Trừ 4 trừ 4 là thành trừ 8, thầy chuyển qua đây là trở thành 10 cộng cho 8. Thầy làm nhanh như vậy cũng được đúng không? 12x cộng cho 21y, như vậy âm 8 mà cộng cho 14, chứng tỏ là 10 lấy 14 trừ 8 là bằng 6. Như vậy âm 2 đây là chuyển qua bên đây là trừ 6. Ok, có được chưa? Tương đương tiếp. Như vậy 6x trừ 15y là bằng 18, có đúng chứ nào? 12x cộng 21y sẽ bằng âm 8. Đó, tới đây chúng ta sẽ tiến hành đưa nó về. Chúng ta muốn triệt tiêu ẩn gì? Nào, ở đây nếu như các em mày muốn triệt tiêu ẩn y thì các em sẽ nhân chéo lấy hệ số 15 này nhân xuống đây, số 21 này nhân lên đây. Nhưng mà đa số rất là lớn em. Ở đây thầy muốn triệt tiêu x 6 và 12. Như vậy ở đây thầy sẽ, nếu mà như mà thầy muốn triệt tiêu để mà gọi là cộng thì thầy sẽ nhân ở đây cho âm 2 và đây nhân cho 1. Coi thầy nhân cho âm 2 này, âm 2 nhân cho 6x là bằng âm 12x, âm 2 nhân cho âm 15, âm nhân âm này, âm nhân âm này ra dương, 2 nhân 15 là 30y, âm 2 nhân cho 18 là bằng âm 36. Ở đây nhân 1 nghĩa là chúng ta sẽ viết lại. Được chưa? Đó, ok, được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cộng nha. Như vậy thì ở đây chúng ta cộng thì hai đây triệt tiêu 0x 30 cộng cho 21 nghĩa là bằng 51y ha. Thì đây là hai đây cộng lại thì bằng âm 44 này. Chúng ta chọn một phương trình để chúng ta viết, là thầy chọn phương trình thứ nhất là 6x trừ 15y bằng là 18. Đã được chưa? Chúng ta tương đương ở đây. Như vậy y chúng ta sẽ bằng là âm 44 phần 51
chúng ta sẽ thế thế y về chỗ này nè, 6x trừ 15 y bây giờ thầy thế bằng âm 44 phần 51, ở đây sẽ bằng 18 đúng không nào. Cái này cứ viết lại đi, chẳng làm gì được nữa, kết quả của nó rồi. 6x trừ trừ đây thành cộng, các em sẽ lấy 15, thầy bấm ở ngoài nha, đây nha, nhân cho 44 phần 51, 220 phần 17. Tương đương tiếp em. Như vậy yên ta rồi, cứ ghi lại. Nhưng mà bây giờ em sẽ lấy 18 cái chỗ 6x đây. 18 trừ cho 220 phần 17 nha. Như vậy kết quả ở đây là 86 phần 17 các bạn. Ta tương đương tiếp. Y bằng âm 44 phần 51. X này sẽ bằng 86 phần 17 chia cho 6. Bằng 43 phần 51 em. Ha. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm xy âm 44 phần 51 và lại 43 phần 51. Đây các em, câu A các em cách 1 rồi nha, tí thầy giải cách 2. Em rõ chưa? Rồi chúng ta đi sang cách 2 bằng cách đặt ẩn phụ em nhé. Ta đi sang bài 30A cách 2 bằng cách là đặt ẩn phụ nè. Đặt ẩn phụ như vậy, bây giờ thầy không sử dụng chữ S mà chữ T, mà thầy ở đây thầy sử dụng A. A của ta là bằng 3X trừ 2 và B của chúng ta là bằng 3Y cộng 2. Có được chưa nào? A, B nhìn cho nó dễ các em ha. Em có hiểu nè. Như vậy thì khi đó ta có hệ phương trình. Như vậy đây sẽ là gì em? Đây sẽ là 2a trừ 4, đây là sẽ là 5b. Ở đây 4a cộng 7 b là bằng âm 2. Được chưa? Làm theo cách nào thì làm, nhưng mà kết quả nó phải giống em nha. Tương đương là 2a chuyển cái này qua bên đây trừ 5b, chuyển này qua ngược lại là 4 nè, 4a cộng 7b thì bằng âm 2. Ở đây thầy sẽ tiến hành trực tiêu a, nhưng mà trực tiêu a thì nhân ở đây cho âm 2 và đây thầy nhân cho 1, thì khi đó chúng ta tương đương là âm 2 nhân vào đây trở thành âm 4a này. Âm 2 nhân cho âm 5 thì bằng cộng 10, 10b sẽ bằng là âm mấy, âm 8 này. Cho các em ạ, khi chúng ta nhân á là phải nhân vô hết, chứ nhân ở bên đây mà bên đây không nhân là cũng sai em nhé. Ở đây là 4a cộng 7b sẽ bằng âm 2, tại nhân 1 thì đây là biết rồi. Ở đây cộng này, đây các em. Đó. Như vậy thì ở đây các em thấy là âm 4a mà em hết rồi, 10 cộng 7 là bằng 17b, đây là âm 10 này. Chúng ta chọn một phương trình, đây là 2a trừ em, trừ 5b bằng 4.
Như vậy B chúng ta là bằng âm 10 phần 17 này, chúng ta thế chỗ đây. Như 2A trừ 5 B chúng ta nhân cho đây là trừ 10 phần 17 sẽ bằng 4 ở đây. Được chưa? Âm 10 phần 17 ở đây 2A ta nhân vô. Như vậy đây sẽ là cộng 50 phần 17 này bằng 4. Ta tương đương B sẽ bằng âm 10 phần 17. Kèm lại 4 trừ cho 50 phần 17. Như vậy đây sẽ bằng 18 phần 17 này. Ta tương đương là B chúng ta là âm 10 phần 17. Lấy cái này chia 2. Như vậy thì nó sẽ bằng 9 phần 17. Đó rồi. Sau khi chúng ta đã tìm ra được A và B thì chúng ta như thế nào được em? Như vậy khi đó ta suy ra, chúng ta thế vào ở chỗ này chúng ta đã đặt. Như vậy A chúng ta là 3x trừ 2. Như vậy 3x trừ 2 bằng A là bằng 9 phần 17 này. B chúng ta là 3y cộng 2 sẽ là bằng âm 10 phần 17. Chúng ta tương đương ở đây 3x sẽ bằng 9 phần 17 cộng 2 chuyển vế đổi dấu, âm 10 phần 17 cộng chuyển thành trừ 2. Âm 34 trừ 44 phần 17 đúng không? Ta tương đương ở đây là x sẽ bằng 43 phần 17 chia cho 3, y sẽ bằng là âm 44 phần 17 chia cho 3. Mà chia thì sẽ là nhân gì? Nhân nghịch đảo. Chứng tỏ là ở đây 43 phần 3 nhân 17 là 51, 44 phần 51 ở đây. Có thì đối chiếu cách 1 này. Đây 30A cách 1 này. Kết quả này đâu rồi? Đây. Giống chưa? Rất là ok đúng chưa các em? Cách 2 này, cách 2 kết quả này giống. Như vậy để thầy kết luận đây, thầy quay lại cho em xem nhé. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm xy 43 phần 51 với lại là âm 44 phần 51 xong. Được chưa nào? Các em gặp thầy ở ngoài đời là thầy vui tính lắm, cực kỳ vui tính luôn các em. Nhưng mà trong vui đó là thầy là một trong những người cực kỳ khó, cực khó luôn em. Khi thầy đùa ghê lắm. Nhưng mà thầy nghiêm túc thì các em chưa thấy thầy nghiêm túc đâu. Học sinh của thầy ăn thuốc mới là các em. Ăn thuốc vào mông nhau phải thầy đánh bất kỳ chỗ nào đâu. Nhưng mà nó sợ thầy lắm. Rồi. Ok. Về phần câu B thầy sẽ giải và up ở trên kênh không công khai nha. Các em thông cảm nha. Để cho nó công bằng, một số bạn đã đăng ký rồi mà up hết trên đây thì các bạn lại comment là kinh thầy các em ạ. Các em thông cảm nha. Ok, cảm ơn các em nha. Nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy nha. Đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông em nhé. Còn sách giáo khoa đã có ở trong kênh rồi, các em chúng ta kênh để em xem nhé.